đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Tiêu Chiến, Dương Tử được kỳ vọng tái hợp trong dự án cổ trang. Vì điều này, cộng đồng mạng kỳ vọng cặp đôi Tiêu Chiến, Dương Tử sẽ hợp tác trong một bộ phim cổ trang. Ngọc Quốc Giao và Trường Tương Tư là những bộ phim cổ trang hoa ngữ được bàn luận sôi nổi hiện nay. Đây đều là những dự án được đảm đương bởi các nam, nữ thần lưu lượng hàng đầu showbiz. Mới đây, cặp đôi Tiêu Chiến, Ngọc Quốc Giao, Dương Tử, Trường Tương Tư bất ngờ được cư dân mạng hối thúc tái hợp trong một dự án cổ trang vì quá đẹp đôi trong loạt ảnh được fan edit. Cụ thể, sau khi ekip Trường Tương Tư tung poster và tạo hình chính thức của Dương Tử, nhiều lời khen có cánh đã được gửi đến cô nàng. Bên cạnh đó, cư dân mạng nhận thấy tạo hình của Dương Tử trong trang phục trắng trông rất hợp khi đặt cạnh nam chính Ngọc Quốc Giao, Tiêu Chiến. Thế là cộng đồng mạng lập tức ghép Tiêu Chiến vào tấm poster của Dương Tử trong Trường Tương Tư và chia sẻ lên mạng xã hội. Trong tấm poster được fan làm lại, Tiêu Chiến và Dương Tử gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thần tiên khi cùng diện đồ màu trắng. Trong khi Dương Tử đẹp thoát tục với gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, Tiêu Chiến lại gây chú ý bởi ánh mắt thâm tình, ngũ quan cân đối. Được biết, đây chỉ là ảnh được fan làm lại, chưa có sự xác nhận của các diễn viên liên quan. Sau khi loạt ảnh trên được chia sẻ, cộng đồng mạng đã bàn luận xôn xao. Trong đó, một số người kỳ vọng sẽ được nhìn thấy Dương Tử và Tiêu Chiến tái hợp trong dự án cổ trang. Một phần vì vẻ ngoài của cả hai trông rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau với tạo hình này, phần vì lần hợp tác trước của họ khá thành công. Bên cạnh đó, số khác lại chê và nhắc lại nghi vấn xé couple ngày xưa của Dương Tử với bạn diễn. Họ cho rằng nếu cặp đôi tái hợp sẽ dẫn đến nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, khán giả nhận thấy đây là ảnh được làm lại bởi fan, chỉ mang tính tham khảo chứ không nên tranh cãi. Hiện Ngọc Quốc Giao của Tiêu Chiến cũng như Trường Tương Tư do Dương Tử đóng đều đã tung một số ấn phẩm truyền thông và chờ ngày lên sóng. Trong thời gian tới, dự án Ngọc Quốc Giao với sự tham gia của Tiêu Chiến sẽ chính thức lên sóng. Nhà sản xuất cũng đã nhá hàng đoạn trailer hé lộ tạo hình của Tiêu Chiến trong phim. Tuy nhiên, dưới đoạn video trailer, rất nhiều bình luận lại chỉ nhớ đến tạo hình của Tiêu Chiến trong một dự án khác phát sóng hồi năm 2021. Điều này làm dấy lên tranh cãi phải chăng Tiêu Chiến đang bị một màu chết vai diễn. Diễn xuất của Tiêu Chiến tính đến thời điểm hiện tại được nhận xét là ổn định, chứ không phải hoàn toàn xuất sắc. Nhiều cư dân mạng cho rằng nhan sắc điển trai chính là một lợi thế lớn cứu cánh cho diễn xuất của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến từng có cơ hội thể hiện mình qua nhiều tác phẩm, nhưng ấn tượng nhất phải kể đến Trần Tình Lệnh, Đấu La Đại Lục. Thông qua những bộ phim này, nam diễn viên cho thấy sự được phần nào diễn xuất của bản thân. Nhiều người kỳ vọng anh chàng sẽ trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất của mình để có thể bứt phá hơn với những vai diễn ở tương lai.